Các bạn đang nghe truyện gia tộc cuộc khởi từ làm gia gia bắt đầu trên kênh TV Audio CV. Chương 735, Cục Thế Quỷ Bí, 2 Triều Đình đã xuất hiện phe Thái Tử, phe Thành Vương và phe Cung Vương, cuộc tranh đấu gần như đã lộ rõ ra ngoài. Nghĩ đến việc sau khi lão hoàng đế băng hà, Triều Đình sẽ như thế nào, Dương Chính Sơn lại cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn ngô triển, vừa rồi ngươi nói thành vương và cung vương lâm triều quan chính, đúng vậy. Bệ hạ hạ chỉ cho thái tử giám quốc, hai vị vương gia lâm triều quan chính. Ngô triển đáp. Dương chính sơn lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn chỉ mãi nghĩ đến việc lão hoàng đế lâm bệnh nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể băng hà, nên đã bỏ qua thông tin này. Tại sao lại để thành vương và cung vương lâm triều quan chính, nếu chỉ có thái tử giám quốc thì không có vấn đề gì, hoàng đế lâm bệnh nặng, tất nhiên là thái tử chủ trì triều chính nhưng để thành vương và cung vương lâm triều quan chính chẳng phải là tạo cơ hội cho thành vương và cung vương sao lão hoàng đế không phải là người hồ đồ ông ta luôn chuẩn bị cho việc truyền ngôi theo lý mà nói lúc này ông ta nên kiên quyết ủng hộ thái tử để đảm bảo sau khi mình băng hà quyền lực có thể được chuyển giao một cách ổn định sang tay tân hoàng để thành vương và cung vương đi phiên vương mới là con đường đúng đắn tại sao lại để họ lâm triều quan chính đây chẳng phải là ép thái tử ra tay với họ sao ép họ tranh quyền với thái tử sao dương chính sơn cảm thấy có gì đó không ổn chẳng lẽ là lão hoàng đế đã lẩm cẩm rồi cũng có khả năng này ngươi có ý kiến gì không dương chính sơn nhìn tạ uyên tạ uyên lắc đầu hạ quan không có ý kiến gì ông ta thực sự không có ý kiến gì mặc dù ông ta cũng cảm thấy việc lão hoàng đế băng hà có thể gây bất lợi cho đàn long vệ nhưng trong lòng ông ta cảm thấy chuyện triều đình cách mình rất xa ông ta hầu như rất ít khi quan tâm đến chuyện triều đình càng không giống như dương chính sơn sắp xếp người ở lại kinh đô để thu thập tin tức về triều đình dương chính sơn cũng biết tạ uyên không hiểu về chuyện triều đình nên không hỏi thêm chỉ dặn dò ngô triển ngươi sắp xếp một nhóm người đến kinh đô bảo vũ trưng thu thập thêm tin tức về triều đình nếu có biến cố gì khác hãy nhanh chóng gửi tin về đúng rồi lát nữa ngươi dẫn người đi tìm tiết bình bảo hắn sắp xếp thuyền đưa người đến Tân Hải Trấn. Sau này nếu gửi tin, có thể đi thuyền từ Tân Hải Trấn về. Tiết Bình là con trai của Hải Sương Bá, mà Hải Sương Bá lại là chỉ huy sứ của Tân Hải. Vậy những năm gần đây Hải Sương Bá phủ cũng lợi dụng mối quan hệ của Tiết Bình để tham gia vào hoạt động thương mại hàng hải của Đằng Long Vệ. Tuy nhiên, Hải Sương Bá phủ không thành lập đội tàu để buôn bán với Lý Thịnh Vương triều và Đức Thịnh Vương triều, mà là mua hàng hóa từ Đằng Long Vệ rồi vận chuyển đến kinh đô để bán mặc dù làm như vậy lợi nhuận không cao, nhưng lại ổn định. Khi Dương Chính Sơn nhận được tin tức từ Kinh Đô, trong phủ của Khánh Vương ở Khánh Hoa Phủ Thành, Khánh Vương cũng nhận được tin tức từ Kinh Đô. Trong thư phòng của Vương Phủ, ông ta đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Thừa Bình Đế Lâm bệnh nặng, đối với ông ta, đây chắc chắn là một tin tốt lành. Ông ta đã chờ đợi tin này từ rất lâu rồi. Từ năm ông ta 7 tuổi, Thừa Bình Đế lên ngôi, ông ta đã luôn chờ đợi. Chờ đợi Thừa Bình Đế già đi, chờ đợi Thừa Bình Đế băng hà, chờ đợi đến ngày mình không phải sống dưới bóng của Thừa Bình Đế. Hiện tại dường như ông ta đã chờ đợi được rồi, nhưng trong lòng ông ta lại tràn ngập những cảm xúc phức tạp, có vui mừng, có kích động, có nhẹ nhõm, và cũng có một chút hoang mang, lo lắng. 34 năm rồi, ha ha, ta giống như một tù nhân, đã ở đây suốt 34 năm rồi, ông ta vẫn nhớ như in ngày mình đến Khánh Hoa Phủ Thành, tuyết rơi dày đặc che phủ cả bầu trời, cũng chôn vùi mọi thứ trên mặt đất, dường như cả ông ta cũng bị chôn vùi một nửa. Đó là lần đầu tiên ông ta chứng kiến tuyết lớn ở Liêu Đông, rõ ràng chỉ là một trận tuyết lớn, nhưng lại khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Vương gia, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trong thư phòng, ngoài Khánh Vương, còn có ba người khác, người lên tiếng là từ mậu tài, Người này khoảng hơn 50 tuổi, khuôn mặt gầy gò, thân hình mảnh khảnh, ông ta là mưu sĩ được Khánh Vương tin tưởng nhất, cũng là thầy của Khánh Vương. Người thứ hai là một lão già tóc hoa râm nhưng khuôn mặt hồng hào, béo mập, trên khuôn mặt không có một sợi râu nào, Trương Vũ, thái giám già bên cạnh Khánh Vương, cũng là người thân cận nhất của Khánh Vương. Có thể nói Khánh Vương lớn lên dưới sự chăm sóc của Trương Vũ. Người cuối cùng là một hán tử cường tráng tên là Đoạn Hằng là tướng lĩnh đắc lực của Khánh Vương, cũng là chỉ huy sứ đội hộ vệ của Khánh Vương. Thầy, ý thầy thế nào? Khánh Vương quay người lại hỏi. Đôi mắt của từ mậu tài lóe lên tia sáng, nhìn thẳng vào Khánh Vương, nói, thời cơ đã đến, Vương gia nên quyết đoán ra tay, Khánh Vương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Trong lòng ông ta đang sợ hãi, bởi vì ông ta biết một khi mình đã quyết định, thì sẽ không còn đường lui nữa, nhưng ông ta đã chờ đợi 34 năm rồi, lúc này trái tim ông ta đã trở nên sao động. Vậy cứ hành động theo kế hoạch đi, ông ta đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, giải phóng tham vọng đã bị đè nén suốt 30 năm. Vương gia anh minh. Từ mậu tài lên tiếng khen ngợi. Cảm xúc của ông ta còn kích động hơn cả Khánh Vương, bởi vì ông ta cũng đã chờ đợi ngày này từ lâu. Từ khi ông ta đến Vương Phủ làm chức kỹ thiện, ông ta không ngừng mơ ước có một ngày mình có thể được làm quan cao nhất triều đình. Từ mậu tài là một người có tài năng, nhưng vận may của ông ta không tốt lắm, ông ta đổ cử nhân, lần đầu tiên được bổ nhiệm làm quan chính là chức kỹ thiện ở vương phủ. Kỹ thiện là quan thuộc của vương phủ, có nhiệm vụ giảng dạy, là chức quan chính bác phẩm. Quan thuộc của vương phủ cũng là quan viên triều đình, nhưng khác với quan viên triều đình, quan thuộc của vương phủ hầu như không có tiền đồ. Chỉ cần đã vào vương phủ, thì cả đời chỉ có thể làm việc trong vương phủ, cao nhất cũng chỉ là chức trưởng sử của vương phủ. Từ mậu tài tự cho mình là người tài giỏi, tất nhiên không cam lòng chỉ là một quan thuộc của vương phủ, tiếc rằng ông ta chỉ có học vị cử nhân, có thể tìm được một chức quan trong vương phủ đã là kết quả của việc tiêu tốn hết gia sản rồi. Dù không cam lòng nhưng cũng không thể thay đổi được hiện thực lúc bấy giờ, cuối cùng ông ta vẫn chấp nhận hiện thực. Tuy nhiên, chấp nhận hiện thực không có nghĩa là ông ta cam chịu, sau khi hiểu rõ thân phận của khánh vương trong lòng ông ta luôn ấp ủ một tham vọng phù trợ khánh vương lên ngôi mượn công lao theo rồng để được làm quan cao nhất triều đình đây là con đường duy nhất mà ông ta có thể nhìn thấy cũng là cơ hội mà ông ta đã chờ đợi suốt cả đời mà khánh vương cũng không làm ông ta thất vọng trong lòng ông ta khánh vương là một minh chủ chính vì vậy ông ta càng khao khát thời cơ đến Hiện tại cuối cùng ông ta đã chờ đợi được thời cơ, làm sao ông ta có thể không kích động? Vương gia, chúng ta có nên cẩn thận một chút không? Lúc này Trương Vũ lên tiếng. Tuổi của ông ta lớn hơn Từ Mậu Tài 10 tuổi, nhưng khuôn mặt hồng hào, thân hình béo mập của ông ta lại khiến người ta cảm thấy dường như ông ta nhỏ hơn Từ Mậu Tài 10 tuổi. Trương Công Công đang lo lắng điều gì? Từ Mậu Tài không hài lòng nói, Lão nô chỉ cảm thấy nên xác định lại xem tin tức này có chính xác hay không thôi. Trương Vũ cười nói, chẳng phải tin tức là do người của ông gửi về sao? Chẳng lẽ còn giả được à? Từ mậu tài nhìn thẳng vào ông ta. Trương Vũ cười cười, không nói gì, chỉ nhìn về phía Khánh Vương. Khánh Vương cũng nhìn ông ta, chậm rãi nói, hoàng thúc của ta đã rơi vào hôn mê rồi sao, đúng vậy. Trương Vũ đáp. Có thể xác định được không? Có thể, rất nhiều thái y của thái y viện đã đến xem. Cơ thể của ông ta thực sự đã đến mức dầu cạn đèn tắt rồi. Trương Vũ nói. Khánh Vương khẽ gật đầu, vậy thì không có gì phải do dự nữa, cứ hành động theo kế hoạch đi, vua cũ lâm bệnh, vua mới chưa lên ngôi, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Nếu đợi đến khi thừa bình đế băng hà, vua mới lên ngôi, thì ngược lại sẽ bất lợi hơn cho họ. Trương Vũ thấy thái độ của Khánh Vương kiên quyết, cũng không khuyên nữa, ông ta chỉ cẩn thận mà thôi chứ không phải sợ hãi có lẽ trong số những người ở đây ông ta là người không sợ hãi nhất dương chính sơn cảm thấy triều đình có chút gì đó không ổn nhưng hắn lại không đoán ra được là không ổn ở chỗ nào chỉ có thể để võ chinh theo dõi những biến động trên triều nửa tháng sau đó thừa bình đế vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh thỉnh thoảng cũng tỉnh lại một chút dù vẫn nằm liệt giường nhưng dường như không có dấu hiệu băng hà thái tử giám quốc mọi thứ dường như bình yên từ thái tử đến thành vương và cung vương đều giữ bổn phận không hề có hành động vượt quá giới hạn tưởng như mọi thứ đều bình thường nhưng lại có gì đó rất bất thường khiến dương chính sơn cũng có chút mơ hồ lúc này chẳng phải thái tử và hai vị vương gia kia nên tranh đấu sống còn sao vì sao từng người một lại yên ổn như vậy hay đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão dương chính sơn không hiểu nổi cuối cùng chỉ có thể tạm gác những chuyện phiền lòng này sang một bên tập trung trở lại vào việc phát triển đằng long vệ. Bất kể kinh đô có biến động gì tiếp theo, thực ra hiện tại hắn cũng không làm được gì nhiều. Thay vì tự tìm phiền não, chi bằng tĩnh tâm chờ đợi xem sao. Chỉ là Dương Chính Sơn vạn lần không ngờ được cơn bão táp đầu tiên lại không bùng nổ ở Kinh Đô, mà là ở Trọng Sơn Trấn. Ngày 10 tháng 5 năm thừa bình thứ 34. Tại tuyến đường phía tây Trọng Sơn Trấn, một chùm khói sói thẳng tắp bốc lên từ đồn lũy, trông vô cùng đáng sợ. Lờ mờ trong đồn lũy còn vang ra tiếng cồng chiên và tiếng gõ mỏ. Khói sói lan từ phía bắc tuyến đường phía tây đến phía nam và phía đông, một chùm khói nối tiếp nhau, chỉ trong chớp mắt đã truyền đến Đại Ninh Thành, nơi đóng quân của phủ tham tướng tuyến đường phía tây trọng sơn trấn. Khói sói truyền đến, Đại Ninh Thành đã đóng chặt cổng, các binh sĩ trên tường thành đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, kẻ địch trong tưởng tượng không đến dưới chân thành Đại Ninh, mà trực tiếp vòng qua Đại Ninh thành tiến sâu vào trong Đại Vinh. Ngày 13 tháng 5 Ba vạn kỵ binh hồ xuất hiện bên ngoài huyện Thuận Dương, chưa đầy một ngày, huyện Thuận Dương đã bị phá, hơn một vạn dân thường trở thành tù binh của tộc hồ. Những tộc hồ này không phải Đông Hải hồ tộc, hoặc có thể nói trước đây bọn họ cũng thuộc Đông Hải hồ tộc. Không sai, bọn họ chính là Ô Lạp Thị, bộ tộc từng dựa vào tộc Ô Lương. Năm đó, khi chiến đấu ở Bắc Địa, tám đại bộ tộc của Đông Hải Hồ tộc bị tiêu diệt, chỉ có Ô Lạp Thị là còn sống sót. Thấy tình thế không ổn, Ô Lạp Thị liền tiến về phía Tây, di chuyển đến địa bàn của tộc Ô Lương và dựa vào tộc Ô Lương. Tính ra, chuyện này đã xảy ra hơn 5 năm trước. Tuy nhiên, ngoài kỵ binh của Ô Lạp Thị, còn có một đội kỵ binh giáp sắt khoảng 1.000 người. Đội kỵ binh giáp sắt này đến từ hoàng tộc Ô Lương. Tộc Ô Lương khác với Đông Hải Hồ tộc, Mặc dù Đông Hải Hồ tộc cũng thành lập triều đại, nhưng thực chất nội bộ lỏng lẻo, tám đại bộ tộc mỗi tộc tự trị, trong khi tộc Ô Lương đã là một vương triều từ gần 200 năm nay và Đại Vinh đã sớm công nhận sự tồn tại của vương triều Ô Lương. So sánh mà nói, tộc Ô Lương mạnh mẽ hơn và có tiềm năng lớn hơn, vì vậy tộc Ô Lương mới là kẻ thù lớn nhất của Đại Vinh ở biên cương phía bắc. Bắc Nguyên trấn đối diện với tộc Ô Lương cũng là một trong những trấn biên cương mạnh nhất của Đại Vinh trận chiến giữa bắc nguyên trấn và tộc ô lương chưa bao giờ ngừng lại chỉ là cuộc chiến giữa hai bên luôn ở quy mô nhỏ không hình thành nên cuộc chiến lớn giữa hai quốc gia hiện tại ô lạp thị xâm nhập vào trọng sơn trấn rõ ràng không phải ô lạp thị tự ý hành động mà là cả tộc ô lương đã chuẩn bị xâm lược đại vinh huyện thuận dương thuộc phủ hóa đức tỉnh liêu tây tranh giới giữa liêu tây và liêu đông là dãy núi trường thanh liêu đông có ba tỉnh liêu viễn bình viễn sơn hà còn Liêu Tây là một tỉnh riêng biệt, phía bắc giáp tuyến đường phía tây Trọng Sơn trấn, phía tây giáp tuyến đường phía đông bắc Nguyên trấn. Sau khi đại quân Ô Lạp thị chiếm được huyện Thuận Dương, không dừng lại mà tiến thẳng đến thành phủ Hóa Đức. Đồng thời, một lần nữa ba vạn đại quân Ô Lương từ tuyến đường phía tây Trọng Sơn trấn cũng tiến vào Liêu Tây. Ngày ngày 15 tháng 5, trên quan đạo bên ngoài cửa Bắc Kinh đô. Tránh ra 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp một trạm dịch vừa phi ngựa vừa gào thét. Tiếng gào của hắn khàn khàn và gấp gáp, những người đi đường trên quan đạo thấy vậy đều vội vàng tránh sang một bên. Rất nhanh, trạm dịch đã đến trước cổng thành, tránh ra, 800 dặm khẩn cấp, nghe vậy, mặt mũi của lính gác cổng thành tái mét, vội vàng dọn dẹp chướng ngại vật, nhường đường cho trạm dịch phi vào thành, đợi đến khi trạm dịch vào trong thành rồi, bọn họ mới thở vào nhẹ nhõm. Tiếng gào gấp gáp truyền thẳng đến trước cửa thừa thiên của hoàng thành. 800 dặm khẩn cấp từ phủ hóa đức, liêu tây, trạm dịch đến trước cửa, còn chưa đợi con ngựa dưới thân dừng lại, đã ngã nhào xuống khỏi lưng ngựa. Cấm quân trực ban thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ trạm dịch dậy. 800 dặm khẩn cấp, trạm dịch nắm chặt ống tre sau lưng, giọng yếu ớt nói. 800 dặm khẩn cấp tuy là mỗi lần đến trạm dịch sẽ đổi người đổi ngựa, nhưng không có nghĩa là trạm dịch sẽ nhàn hạ, đây thực sự là phải liều mạng chạy, ngựa phải liều mạng, người cũng phải liều mạng. Nói là đi 800 dặm một ngày thì tuyệt đối không được chậm một khắc nào. Nếu làm chậm trễ việc khẩn cấp, sẽ bị chém đầu, trạm dịch sao có thể không liều mạng, đương nhiên, 800 dặm khẩn cấp cũng không phải thường xuyên sử dụng, đại đa số trạm dịch cả đời cũng không gặp phải một lần 800 dặm khẩn cấp nào. Khẩn cấp. Giọng của trạm dịch càng ngày càng khàn khàn, nhưng vẫn thúc giục. Cấm quân trực ban vội vàng tháo ống tre xuống, chạy nhanh vào trong thái cực điện. Rất nhanh 800 dặm khẩn cấp đã được đưa vào ngự thư phòng, trình lên trước mặt thái tử. Thái tử nhìn nội dung khẩn cấp, cả người đều choáng váng. Tộc Ô Lương xâm lược, hàng vạn kỵ binh hồ đã tiến vào Liêu Tây, nội dung trong khẩn cấp như một chiếc búa tạ đập mạnh vào đầu thái tử, khiến thái tử sững sờ hồi lâu mới tỉnh lại. "Mau, mau, triệu tập các các vị đại thần trong nội các, mau lên." Thái tử vừa gấp vừa hoảng hét lên, thái giám bên cạnh phản ứng chậm một chút cũng bị hắn đá một cái. Tuy nhiên còn chưa đợi thái giám ra ngoài, nội các thủ phụ Lý Tư Viễn đã dẫn theo bốn vị đại thần trong nội các khác đến. Điện hạ có 800 dặm khẩn cấp sao? Lý Tư Viễn nhìn khẩn cấp trong tay thái tử, nói. Thái tử nhìn Lý Tư Viễn như nhìn thấy chỗ dựa, vội vàng đưa khẩn cấp cho Lý Tư Viễn như ném phải củ khoai nóng. Đại nhân, tộc ô lương xâm lược, hàng vạn kỵ binh hồ đã tiến vào liêu tây. Sắc mặt của Lý Tư Viễn thượng lại, Bốn vị đại thần khác trong nội các cũng biến sắc. Lý Tư Viễn mở khẩn cấp ra xem, sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Khẩn cấp đến từ Tri phủ Hóa Đức, nội dung rất tản mạn, từ ngữ cũng rất mơ hồ, thông tin biểu đạt không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là có rất nhiều kỵ binh hồ đã tiến vào trong địa phận phủ Hóa Đức. Tri phủ Hóa Đức không thể cung cấp thông tin chính xác cũng có thể hiểu được, dù sao sự việc xảy ra quá đột ngột, đột ngột đến mức bọn họ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cũng không hề có dự đoán gì. Sao kỵ binh ô lương lại xuất hiện ở phủ hóa đức? Thứ phụ Chu Nhược Vân bày tỏ nghi ngờ của mình. Tộc ô lương tấn công tuyến đường phía tây trọng sơn trấn, đây không phải là bất ngờ gì, dù sao khu vực phía bắc tuyến đường phía tây trọng sơn trấn cũng không bị đại vinh khống chế. Sau khi tiêu diệt Đông Hải Hồ Tộc, Trọng Sơn Trấn đã thành lập Phủ Phục Châu ở Phục Sơn Thành, do tuyến đường phía Bắc Trọng Sơn Trấn trấn giữ, cơ bản khống chế khu vực phía Đông Hắc Vân Sơn, nhưng lại không có thực tế khống chế khu vực phía tây Hắc Vân Sơn. Những năm gần đây, phía tây Hắc Vân Sơn, đặc biệt là khu vực gần tộc Ô Lương, cơ bản đều là phạm vi hoạt động của Ô Lạp thị. Nói bọn họ quấy rối tuyến đường phía tây Trọng Sơn trấn thì không ai cảm thấy bất ngờ, nhưng làm sao đại quân của tộc Ô Lương lại tiến vào Liêu Tây, từ tuyến đường phía tây Trọng Sơn trấn tiến vào? Lý Tư Viễn nói: Không thể nào, cho dù tộc Ô Lương xâm lược tuyến đường phía tây Trọng Sơn trấn cũng không thể nhanh như vậy đã tiến vào Liêu Tây. Chu Nhược Vân có chút không muốn tin. Lý Tư Viễn hít sâu một hơi, không có gì là không thể, điện hạ, hãy triệu tập lục bộ, ngũ quân đô đốc phủ đến đi, việc cấp bách là chúng ta phải bàn bạc ra đối sách ứng phó. Lý Tư Viễn rất bình tĩnh, ông ta không nghi ngờ khẩn cấp của tri phủ hóa đức là giả, đương nhiên ông ta cũng không rõ rốt cuộc đây là chuyện gì, hiện tại không phải lúc để tính toán những chuyện này việc quan trọng nhất bây giờ là triệu tập quân đội chuẩn bị nghênh chiến với đại quân của tộc ô lương phía nam tỉnh liêu tây là tỉnh sơn hà phía nam tỉnh sơn hà là phủ thuận thiên đại vinh nhất định phải ngăn chặn đại quân của tộc ô lương ở tỉnh liêu tây tuyệt đối không thể để đại quân của tộc ô lương tiến vào tỉnh sơn hà nếu không kinh đô sẽ gặp nguy hiểm phía tỉnh liêu tây còn có núi non trùng điệp một vài cửa ải và thành trì nhưng tỉnh sơn hà lại là đồng bằng rộng lớn một khi đại quân của tộc ô lương tiến vào tỉnh sơn hà có lẽ chỉ cần hai ba ngày là có thể đến dưới chân thành kinh đô đúng đúng các ngươi còn không mau đi triệu tập các vị đại thần và đô đốc sự hoảng loạn trong lòng thái tử vẫn chưa tan đi nóng nảy quát đám thái giám bên cạnh một đám tiểu thái giám nào dám chần chừ vội vàng hoảng hốt chạy ra khỏi ngự thư phòng lý tư viễn thấy vậy trong lòng âm thầm thở dài hoàng thượng nói không sai thái tử không gánh vác được trọng trách này Lý Tư Viễn năm nay đã 73 tuổi, ông ta tuyệt đối là lão thần trên triều đình, khi thừa bình đế còn chưa đăng cơ, ông ta đã là học sĩ ở hàng lâm viện, đến nay ông ta làm quan đã 40 năm, vào nội các hơn 20 năm, đảm nhiệm thủ phụ cũng hơn 10 năm. Có thể làm thủ phụ dưới triều thừa bình đế hơn 10 năm, có thể thấy được thừa bình đế rất tin tưởng ông ta, cũng chứng minh ông ta thực sự là một thần tử có năng lực. Rất nhanh, lục bộ thượng thư, ngũ quân đô đốc đã tụ tập tại Thái Cực Điện, bàn bạc về việc tộc ô lương đại quy mô xâm lược. Khi khẩn cấp được truyền đến Kinh Đô, tin tức về việc đại quân của tộc ô lương tiến vào cũng lan truyền khắp Trọng Sơn Trấn, và từ Trọng Sơn Trấn truyền đến Liêu Đông. Ngày 16 tháng 5, Dương Chính Sơn nhận được tin tức trong đằng Long Vệ. Tin tức của hắn đến từ Dương Gia Thôn, còn tin tức của Dương Gia Thôn đến từ Trọng Sơn Trấn hiện tại vẫn còn không ít đệ tử Dương Thị đang làm việc ở Trọng Sơn Trấn. Dương Chính Sơn không có quá nhiều liên lạc với những đệ tử Dương Thị này, nhưng Dương Chính Tường, tộc trưởng chắc chắn sẽ có thư từ qua lại với bọn họ. Tộc Ô Lương xâm lược, đệ tử Dương Thị ở Trọng Sơn Trấn đương nhiên sẽ gửi tin về trong tộc, dù sao Phủ Hóa Đức và Phủ Tĩnh An chỉ cách nhau một dãy núi, mặc dù dãy núi này là Trường Thanh Sơn, nhưng khoảng cách cũng chỉ hơn trăm dặm mà thôi. Trong thư phòng ở sân trước Dương Gia, Dương Chính Sơn nhìn bức thư được gửi từ Dương gia thôn lên, lông mày nhíu chặt lại. "Tổ phụ ngươi còn có dặn dò gì khác không?" Hắn xem xong thư, ngẩng đầu hỏi người đến đưa thư. Người đưa thư là Dương Thừa Hà, cháu trai thứ ba của Dương Chính Tường, cũng chính là tam đệ của Dương Thừa Trạch. "Không còn gì nữa, gia gia chỉ bảo ta giao thư cho tướng quân." Dương Thừa Hà có chút rụt rè nói. Dương Chính Sơn khẽ gật đầu, "Ừ, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, vâng." Tiểu tử cáo lui. Dương Thừa Hà lui ra khỏi thư phòng. Dương Chính Sơn lại lấy bức thư ra xem lại lần nữa. Thông tin trong thư chi tiết hơn nhiều so với khẩn cấp gửi đến kinh đô, dù sao đây là từ Trọng Sơn trấn gửi đến, hơn nữa còn vừa mới được gửi đến hôm nay. Trong thư nói rõ tộc Ô Lương đã có hai đạo đại quân lần lượt xuyên qua phòng tuyến của tuyến đường phía tây Trọng Sơn trấn, tiến vào Liêu Tây, quân số khoảng từ 4 đến 5 vạn người. Hết chương Trọng Sơn trấn Tây Lộ. Vì sao lại là Trọng Sơn Trấn Tây Lộ? Trọng Sơn Trấn tuy rằng so với 5 năm trước có phần suy yếu, nhưng nền tảng vẫn còn. Các doanh trại dưới trướng 6 lộ tham tướng đều là binh lính có thể chiến đấu, các vệ sở, thông bảo cũng có không ít dũng sĩ. Thế nhưng, tộc một lương hộp lại dễ dàng phá vỡ phòng tuyến Trọng Sơn Trấn Tây Lộ như vậy, rõ ràng là không hợp lẽ thường. Năm đó, Đông Hải Hồ tộc xâm lấn cướp bóc, cũng phải mất hơn một tháng mới xuất hiện ở An Ninh huyện. Tộc một lương hộp mạnh hơn Đông Hải Hồ tộc, nhưng trọng sơn trấn hiện tại cũng mạnh hơn trọng sơn trấn năm đó gấp nhiều lần trọng sơn trấn tây lộ kế phi ngữ dương chính sơn nghĩ đến một khả năng khó có thể chấp nhận được tộc một lương hột dễ dàng đột phá phòng tuyến trọng sơn trấn tây lộ như vậy chỉ có một khả năng chính là có người cố ý thả bọn chúng vào mà người này rất có thể chính là kế phi ngữ kế phi ngữ tổng binh trọng sơn trấn hiện tại năm đó là phó tổng binh trọng sơn trấn trước khi hắn thăng chức tổng binh Trọng Sơn Trấn Tây Lộ đều do hắn chấp chưởng. Có thể nói, Trọng Sơn Trấn Tây Lộ chính là căn cơ của kế phi ngữ. Hơn nữa, lúc đầu ô lạp thị đầu hàng tộc một lương học cũng có thể là do kế phi ngữ cố ý, phải biết rằng, khi đó dưới trướng kế phi ngữ có 5 vạn viện binh, nhưng hắn lại luôn đuổi theo ô lạp thị, không tiêu diệt được ô lạp thị, thậm chí không gây ra tổn thất nặng nề cho ô lạp thị. Lúc đó không ai cảm thấy có gì kỳ lạ, dù sao thực lực của ô lạp thị cũng không yếu kế phi ngữ không muốn quyết chiến với ô lạp thị cũng hợp tình hợp lý nhưng bây giờ nghĩ lại dương chính sơn đột nhiên cảm thấy chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ vì sao ô lạp thị có thể toàn thân trở ra vì sao tộc một lương học lại chấp nhận ô lạp thị phải biết rằng quan hệ giữa tộc một lương học và đông hải hồ tộc cũng không thân thiết hai bên còn có không ít thù hận có thể khiến tộc một lương học chấp nhận ô lạp thị nhất định là có ngoại lực liên hệ giữa hai bên mà người này rất có thể chính là kế phi ngữ nhưng kế phi ngữ vì sao phải làm như vậy dương chính sơn tâm trạng rối bời nghĩ đến đủ loại khả năng đột nhiên hắn cười có chút mệt mỏi khánh vương ngoại trừ khánh vương hắn thật sự không tìm thấy bất kỳ lý do nào khiến kế phi ngữ làm như vậy án thông địch của an nguyên thành mật vũ vệ nghi ngờ vụ án này có liên quan đến khánh vương nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào sau khi vụ án này bại lộ khánh vương cũng không làm bất cứ chuyện gì giống như ngay từ đầu đã vứt bỏ tất cả những người và tài vật có liên quan đến vụ án này bây giờ nghĩ lại đây có thể chính là quân cờ mà khánh vương vứt ra mục đích là để che giấu cho kế phi ngữ hắn chính là đang đùa dẫn mật vũ vệ những năm này mật vũ vệ vì sao vẫn không có động tĩnh gì bọn họ từ bỏ việc theo dõi khánh vương sao không thể nào mật vũ vệ nhất định vẫn luôn theo dõi khánh vương nhưng lại không thu hoạch được gì điều này nói lên cái gì nói lên khánh vương đã sớm nắm rõ nhất cử nhất động của mật vũ vệ thậm chí khánh vương đã sớm dẫn dắt mật vũ vệ đi sai hướng hạm đội hải mậu tất cả những thứ này đều là trò che mắt của khánh vương dương chính sơn càng thêm nặng nề hắn vẫn còn nhớ rõ khánh vương có một hạm đội nhưng những năm này hắn vẫn không tìm thấy tin tức gì về hạm đội này mà đinh thu cũng luôn ở khánh hoa phủ nhưng đinh thu cũng không thu hoạch được gì dương chính sơn dựa vào lưng ghế hai mắt hơi khép lại tâm trí nhanh chóng chuyển động nếu suy đoán của hắn là đúng lão hoàng đế bệnh nặng khánh vương thừa cơ nhảy ra làm loạn kế phi ngữ là ác chủ bài ẩn giấu của khánh vương hơn nữa khánh vương còn cấu kết với tộc ngục lương học hiện tại tộc ngục lương học đã vượt qua phòng tuyến trọng sơn trấn tây lộ tiến vào liêu tây tiếp theo Khánh Vương và kế phi ngữ sẽ làm gì, nói về kế phi ngữ trước, hắn tuyệt đối sẽ nắm giữ toàn bộ trọng sơn trấn. Trọng sơn trấn có 3 vạn trấn tiêu doanh và 6 lộ tham tướng viện binh, binh lực khoảng 8 vạn, nhưng trọng sơn trấn còn có rất nhiều thủ bị doanh và binh lính bình thường, nếu tập hợp toàn bộ lực lượng của trọng sơn trấn, gom góp được 20 vạn đại quân cũng rất dễ dàng. Tuy nhiên, kế phi ngữ muốn nắm giữ trọng sơn trấn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước đây hắn ở Trọng Sơn Trấn Tây Lộ hoạt động nhiều năm, cho nên Trọng Sơn Trấn Tây Lộ hẳn là căn cơ của hắn. Hơn nữa hắn thăng chức tổng binh Trọng Sơn Trấn đã được 5 năm, hiện tại hắn hẳn là đã nắm giữ được 3 vạn trấn tiêu doanh. Cũng chính là hiện tại lực lượng hắn nắm giữ thực tế chỉ có trấn tiêu doanh và Trọng Sơn Trấn Tây Lộ. Về phần các tham tướng khác, viện binh cũng như thủ bị doanh của các thành, hắn có thể nắm giữ được bao nhiêu, còn cần xác định tham tướng kim châu vệ trung lộ đường phi hổ vốn là thân tín của định viễn hầu trương thủ vọng thống lĩnh trấn tiêu doanh cánh phải sau khi lương trữ nhậm chức tổng binh hắn cũng luôn đảm nhiệm thống lĩnh trấn tiêu doanh cánh phải sau khi đông hải hồ tộc bị tiêu diệt được thăng chức tham tướng kim châu vệ trung lộ dương chính sơn rất hiểu rõ đường phi hổ bởi vì chu lan và đường phi hổ có quan hệ không tồi người này gan dạ cẩn thận năng lực xuất chúng nếu không cũng sẽ không liên tiếp được hai đời tổng binh trương thủ vọng và lương trữ coi trọng đường phi hổ chắc chắn sẽ không cấu kết với kế phi ngữ, làm chuyện mưu nghịch. Tham tướng kiến ninh vệ trung lộ ngưu trang, vốn là thiên tổng trấn tiêu doanh cánh trái, chỉ huy sứ kiến ninh vệ, thủ bị ninh châu thành, trước khi chu lan hồi kinh, đề cử ngưu trang làm tham tướng kiến ninh vệ. Có thể nói ngưu trang là do một tay chu lan đề bạc, nếu nói dương chính sơn trước đây là thân tín của chu lan, vậy thì ngưu trang chính là trung thành tuyệt đối với chu lan, bởi vì ngưu trang là do chu lan mang đến trọng sơn trấn, người ta đến từ phủ ninh quốc công cho nên ngưu trang cũng không thể cấu kết với kế phi ngữ tham tướng định liêu vệ nam lộ trọng sơn trấn kỷ hạ người này là người của lương trữ cũng không thể cấu kết với kế phi ngữ tham tướng phục châu vệ bắc lộ trọng sơn trấn hầu diệu vốn là thống lĩnh trấn tiêu doanh tiền doanh du kích tướng quân tham tướng tùng châu vệ đông lộ lưu trạch thanh vốn là thống lĩnh trấn tiêu doanh hậu doanh du kích tướng quân hai người này đều từng làm việc dưới trướng lương trữ nhưng bọn họ không phải là thân tín của lương trữ chỉ có thể coi là người có thể dùng được mà lương trữ chọn ra ở trọng sơn trấn cho nên lập trường của hai người này còn cần xác định về phần tham tướng đại ninh vệ tây lộ thôi lương không cần nghĩ người này chắc chắn là người của kế phi ngữ tính toán như vậy trên thực tế binh lực mà kế phi ngữ có thể khống chế ở trọng sơn trấn cũng không nhiều ngoại trừ trấn tiêu ngũ doanh và tây lộ nhiều nhất có thể thêm vào bắc lộ và đông lộ mà ở đông lộ còn có hàng thừa, người đâu, nghĩ đến hàng thừa, Dương Chính Sơn hô về phía ngoài cửa. Đại nhân! Thân vệ canh giữ ngoài cửa lập tức tiến vào. Đợi chút, Dương Chính Sơn nói một tiếng, viết một phong thư, sắp xếp người lập tức đưa phong thư này đến An Nguyên Thành, giao cho hàng thừa, ừ, để thân vệ doanh phái một đội người đi đưa, lát nữa ta còn mấy phong thư cũng phải đưa đi, thân vệ đáp một tiếng, nhận thư rồi xoay người đi ra ngoài, nhưng rất nhanh đã quay lại. Chuyện đưa thư đương nhiên không cần thân vệ bên cạnh Dương Chính Sơn tự mình đi, để cho thân vệ doanh đưa đi là được. Dương Chính Sơn lại viết một phong thư, phong thư này đưa cho tham tướng Kim Châu vệ đường phi hổ đường tướng quân, phong thư này đưa cho tham tướng Kiến Ninh vệ ngưu tra ngưu tướng quân, phong thư này đưa cho tham tướng định lưu vệ kỹ hạ kỹ tướng quân, hắn không biết hiện tại trọng sơn trấn là tình huống gì, nhưng hắn nhất định phải đem suy đoán của mình thông báo cho mấy người này, bất kể là nhắc nhở hay cảnh báo, ít nhất để bọn họ có phòng bị đối với kế phi ngữ. Phong thư này đưa đến Ninh Châu Thành, cho Dương Thừa Chương, phong thư này đưa đến Ngân Hà Bảo, cho Dương Cần Dũng, Dương Thừa Chương và Dương Cần Dũng đều là đệ tử Dương Thị. Sau khi Dương Thừa Trạch đi theo Chu Lan đến Kinh Thành, Dương Thừa Chương tiếp nhận chức vụ quan phòng thủ của Ngân Hà Bảo, năm ngoái Dương Thừa Chương được thăng chức thủ bị Ninh Châu Thành, Dương Cần Dũng lại tiếp nhận chức quan phòng thủ của Ngân Hà Bảo. Hiện tại Dương thị nhất tộc ở Trọng Sơn trấn có khoảng hơn 20 người, trong đó quan chức cao nhất chính là Dương Thừa Trương, những người khác phần lớn đều là quan chức bách hộ thiên hộ. Dương Chính Sơn không thể thông báo cho từng đệ tử Dương thị, chỉ có thể thông báo cho Dương Thừa Trương và Dương Tần Dũng, hy vọng bọn họ có thể thông báo cho những đệ tử Dương thị khác chuẩn bị trước một chút. Về phần những chuyện khác, lúc này Dương Chính Sơn cũng không quan tâm được nữa. Sau khi tất cả thư tín được đưa đi, dương chính sơn lập tức triệu tập một đám quan viên của đằng long vệ chuyện của liêu tây và trọng sơn trấn dương chính sơn tạm thời không quản được bởi vì trước mặt hắn còn có một rắc rối lớn khánh hoa phủ khánh vương vị này có thể ở ngay bên cạnh hắn rất nhanh một đám quan viên của đằng long vệ đã tập trung ở chính đường của vệ ti nha môn tạ uyên tống đại sơn thông hải ô trọng triết dương minh chí dương minh hạo dương minh trấn lạc phi vũ tiết bình Hàng Phi cũng như Lục Văn Hoa và Chu Nhân, toàn bộ đều có mặt. Dương Chính Sơn mặc một bộ áo dài màu xám, sải bước đi vào đại sảnh, ngồi ở vị trí chủ tọa. Bái kiến đại nhân, mọi người chấp tay hành lễ. Dương Chính Sơn xua tay, nói, miễn đi, ngồi cả đi, đại sảnh của vệ tiên nha môn chính là nơi mở cuộc họp, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Dương Chính Sơn triệu tập mọi người mở cuộc họp lớn, trước đây hắn đều mở cuộc họp nhỏ, chuyện cần thương lượng có liên quan đến ai thì mở cuộc họp với người đó mọi người tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy tình cảnh như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy có một bầu không khí nặng nề đợi mọi người ngồi xuống dương chính sơn trầm giọng nói vừa rồi ta nhận được tin tức đại quân ngột lương đã đột phá phòng tuyến trọng sơn trấn tây lộ tiến vào trong lãnh thổ liêu tây theo tin tức ta nhận được hiện tại đã có năm vạn đại quân của tộc ngột lương học nhập cảnh lời này vừa dứt sắc mặt của tất cả mọi người trong sảnh đều thay đổi đại quân ngột lương nhập cảnh bọn họ đều rất rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này dương chính sơn giơ tay ngăn cản tạ uyên muốn mở miệng tiếp tục nói dựa theo suy đoán của ta đại quân ngục lương là do trọng sơn trấn tây lộ cố ý thả vào chuyện này có thể liên quan đến khánh vương và kế phi ngữ hắn đem suy đoán của mình kể lại một cách đơn giản mọi người nghe xong đều nhìn nhau những người khác còn đỡ dư thông hải và tiết bình hoàn toàn choáng váng những người khác đều đến từ trọng sơn trấn bọn họ đều rất hiểu rõ về trọng sơn trấn cho nên dương chính sơn chỉ cần nhắc nhở một chút bọn họ có thể liên tưởng đến kế phi ngữ mà dư thông hải và tiết bình căn bản không hiểu rõ trọng sơn trấn bọn họ thậm chí còn chưa từng đến trọng sơn trấn dương chính sơn vẻ mặt nghiêm trọng tiếp tục nói nếu thật sự như ta suy đoán như vậy tiếp theo chúng ta phải đối mặt chính là khánh vương không giấu diếm chư vị lúc trước bệ hạ điều ta đến đằng long vệ chính là để cho ta chế ngự khánh vương hiện tại bệ hạ bệnh nặng, nếu Khánh Vương có ý đồ mưu nghịch, như vậy nhất định sẽ giải quyết đằng long vệ trước. Dương Chính Sơn lại hỏi Chu Nhân, hiện tại chúng ta có bao nhiêu lương thực, bẩm đại nhân, hiện tại 16 kho lương của nha môn đều đầy. Lương dự trữ là 16 vạn thạch, ngoài ra trong kho của khoa tiền lương còn có 8.000 thạch lương dự trữ, 3 vạn thạch cỏ khô. Chu Nhân đáp, là một cơ quan quân sự, dự trữ lương thực là điều cần thiết. Những năm gần đây, Bạc có bao nhiêu xài bấy nhiêu, nhưng lương thực thì lại tích trữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chính vì vậy, trong tay có lương, trong lòng không lo. Bạc vụn đâu?" Dương Chính Sơn tiếp tục hỏi. "Bạc vụn." Chu Nhân nghĩ ngợi rồi nói, "Trong kho bạc có 5 vạn lượng bạc vụn, khoa tiền lương có hơn 3 vạn lượng bạc vụn, ngoài ra hai ngày trước vừa cấp cho khoa công trình 3 vạn lượng bạc vụn, còn bên bến tàu chắc hẳn có 10 vạn lượng bạc vụn." Việc quản lý tiền bạc của Đằng Long vệ tương đối phức tạp, bởi vì có rất nhiều nơi cần dùng bạc, mỗi phòng khoa đều có một kho bạc nhỏ của riêng mình. Tuy nhiên, trong đó kho bạc lớn nhất không phải là kho bạc trong nha môn, mà là kho bạc của thủy sư. Bởi vì kho bạc của thủy sư bao gồm tiền hàng của thương thuyền và thuế thu từ các đội tàu khác. Tính cả những thứ lặt vặt, hiện tại Đằng Long vệ có thể điều động hơn 20 vạn lượng bạc. Con số này nghe có vẻ không nhỏ nhưng thực tế lại không nhiều. Đừng quên, một lần tàu buôn của đằng Long vệ ra khơi, tiền hàng đã lên đến 7-8 vạn lượng bạc, bên bến tàu chỉ dự trữ 10 vạn lượng bạc, thực sự không nhiều. Hơn nữa, những năm gần đây, tài chính của đằng Long vệ cũng rất cao, năm ngoái tổng thu nhập tài chính của đằng Long vệ lên tới 78 vạn lượng bạc trắng, sau đó chi tiêu lại là 76 vạn lượng bạc trắng, miễn cưỡng dư được 2 vạn lượng. Thu nhập cao, chi tiêu cũng cao không nói đâu xa, chỉ riêng tiền lương của các tướng sĩ thôi cũng không phải là một con số nhỏ. Doanh thân vệ, ngũ quân doanh và thủy sư đều được coi là doanh binh, được trả lương đầy đủ. Một binh sĩ bình thường, tiền lương hàng năm là 24 lượng, tức là 2 lượng mỗi tháng. Doanh thân vệ có 200 người, ngũ quân doanh mở rộng đến 6.000 người, thủy sư có 5.600 tướng sĩ, tổng cộng là 1 vạn 1.800 người, tiền lương hàng năm khoảng 28 vạn lượng. Ngoài ra, binh đinh huấn luyện trong doanh trại cũng được trả lương, doanh huấn luyện nữ tử cũng có lương, binh công trong đội công trình cũng có lương, công nhân ở mỏ muối, công nhân trên tàu buôn, đều có lương tháng. Còn có các quan lại trong nha môn, cũng phải trả lương. Tính toán kỹ lưỡng, đằng long vệ mỗi năm chỉ riêng tiền lương đã cần gần 45 vạn lượng bạc. Hơn nữa, điều này còn chưa tính đến lương thực của binh đinh bình thường, cần biết rằng binh đinh bình thường cho dù không huấn luyện không làm nhiệm vụ, cũng phải cấp một nửa lương thực. Lương thực được cấp bằng lương thực, nên không tính vào tiền bạc. Dương Chính Sơn đã tính toán sơ qua, đằng Long Vệ mỗi năm chi tiêu khoảng 80 vạn lượng. Đổi lại người khác căn bản không thể gánh vác được chi phí lớn như vậy. Đương nhiên, đổi lại vệ sở khác cũng sẽ không có chi phí lớn như vậy. Đừng nói là vệ sở, ước chừng một tỉnh đô ti cũng không có chi phí lớn như đằng Long Vệ đô ti nha môn sẽ không nuôi dưỡng doanh binh cũng sẽ không coi thủy sư là doanh binh từng coi thủy sư là doanh binh đây được coi là trường hợp đặc biệt của đằng long vệ nói chung các vệ sở thủy sư khác sẽ không phát lương cho thủy binh theo chế độ doanh binh họ sẽ phát lương thực cho thủy binh theo chế độ đồn binh ra khơi thì được cấp đầy đủ lương thực không ra khơi thì được cấp một nửa lương thực tuy nhiên bất kể chi tiêu của đằng long vệ có cao hay không hiện tại tình hình tài chính của đằng long vệ vẫn rất tốt có tiền có lương binh giáp đầy đủ còn có một lượng lớn vật tư đủ để đánh một trận chiến lớn dương chính sơn liếc nhìn tạ uyên kế hoạch mở rộng vệ thành tạm thời dừng lại toàn bộ tiền bạc thu hồi vào kho bạc của nha môn tiếp theo chúng ta có khả năng rất lâu sẽ không có thu nhập phải tiết kiệm mới được chiến sự bắt đầu trăm nghề suy tàn trước đây đằng long vệ tiêu tiền có hơi hào phóng giờ phải học cách thắt lưng buộc bụng để sống qua ngày hạ quan hiểu tạ uyên không có ý kiến gì dương chính sơn đứng dậy thần sắc trở nên nghiêm nghị từ giờ phút này đằng long vệ bước vào trạng thái chiến đấu doanh thân vệ ngũ quân doanh sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào các thiên hộ sở rút toàn bộ binh đinh thiên hộ xuất lĩnh binh lính đến vệ thành hội hợp phó thiên hộ tổ chức dư đinh phòng thủ vệ sở lúc này đây mới thể hiện được lợi ích của việc đằng long vệ huấn luyện binh lính. Đằng long vệ không chỉ huấn luyện chính đinh, mà còn huấn luyện dư đinh. Lúc này đây, cho dù đằng long vệ rút toàn bộ chính đinh đi, các bách hộ sở và thông bảo vẫn còn dư đinh đã được huấn luyện, không đến mức không có bất kỳ lực lượng phòng thủ nào. Mà sau khi rút toàn bộ binh đinh đi, lực lượng dưới trướng Dương Chính Sơn có thể lập tức tăng lên đến một vạn sáu ngàn, đây là còn chưa tính đến thủy sư. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp. Theo lệnh của Dương Chính Sơn, cổ máy chiến tranh Đằng Long vệ rốt cuộc cũng vận hành. Đằng Long vệ là một cơ quan quân sự, là cổ máy chiến tranh mà Dương Chính Sơn đã mất 5 năm để xây dựng. Tất cả những gì Dương Chính Sơn làm đều có thể nói là phục vụ cho chiến tranh. Rốt cuộc Đằng Long vệ đáng sợ đến mức nào, lúc này đây không ai có một khái niệm rõ ràng. Tuy nhiên, nghĩ đến Đằng Long vệ đã tiêu tốn bao nhiêu bạc trong 5 năm qua, thì nên hiểu được đằng Long vệ đáng sợ đến mức nào. Không dám nói nhiều, nhưng chắc chắn là có 300 vạn lượng bạc. Mà ngoài bạc ra, đằng Long vệ còn có linh tuyền thủy do Dương Chính Sơn cung cấp. Nam Lĩnh thôn. Hai con ngựa phóng nhanh vào trong thôn trang. "Tổng kỳ quan Trương Hổ ở đâu?" một người lớn tiếng hỏi. Trong phòng làm việc ở trung tâm thôn trang, Trương Hổ nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy ra, nhìn thấy người đến, hơi sững sờ, sau đó cười nói: sao hai huynh đệ ngươi lại chạy đến chỗ ta, bọn họ đều là người của một bách hộ, mặc dù lần lượt sống ở bách hộ sở và nam lĩnh thôn hai nơi khác nhau, nhưng cách nhau cũng chỉ có ba dặm, vì vậy mọi người đều rất quen thuộc. Tuy nhiên, lúc này hai người quen thuộc không nói đùa với Trương Hổ, mà lấy ra một văn thư, nói, quân lệnh, lệnh cho Tổng kỳ quan Trương Hổ triệu tập tất cả binh đinh, mang theo binh khí, trong vòng một canh giờ đến bách hộ sở, Trương Hổ mặt đầy ngạc nhiên nhận lấy quân lệnh, nhìn con dấu đỏ và nội dung bên trên có chút khó hiểu hỏi đã xảy ra chuyện gì triệu tập tất cả binh đinh đây vẫn là lần đầu tiên trước đây cho dù đến doanh trại của vệ thành để huấn luyện cũng là đi theo từng đợt sẽ không điều động tất cả binh đinh cùng đi huấn luyện nhưng hiện tại lại phải triệu tập tất cả binh đinh không rõ không phải là lệnh của bách hộ đại nhân là lệnh của thiên hộ đại nhân chúng ta phải trong vòng hai canh giờ đến thiên hộ sở ngươi mau tranh thủ thời gian Trương Hổ cảm thấy có chuyện lớn xảy ra, cũng không dám hỏi nhiều, nói, được, sau đó, trong nam lĩnh thôn vang lên tiếng chiên đồng len ken, hai binh đinh cưỡi ngựa, cầm chiên đồng nhanh chóng gõ gõ ở cánh đồng ngoại ô xung quanh thôn trang. Không ít binh đinh đang làm ruộng trong cánh đồng nghe thấy tiếng chiên, lúc đầu sững sờ, sau đó phản ứng lại, vứt nông cụ, nói với người nhà một tiếng, rồi nhanh chân chạy về phía thôn trang. Nhanh lên, nhanh lên, trương hổ đứng trước cửa kho binh giáp của phòng làm việc thúc giục binh đinh mặc binh giáp binh đinh bình thường không có giáp sắt chỉ có giáp bông được trang bị trường thương đao dài khiên cung tên và các binh khí khác ngày thường binh giáp đều được cất trong kho trừ những binh đinh cần trực thì không phát binh giáp đại nhân đã xảy ra chuyện gì vậy một tiểu kỳ quan hỏi nhỏ nói nhảm nhiều như vậy làm gì mau dẫn người của ngươi xếp hàng trương hổ trừng mắt quát lớn chết tiệt đã xảy ra chuyện lớn rồi thiên hộ đại nhân triệu tập tất cả binh đinh rất có thể đây không phải là lệnh của thiên hộ đại nhân mà là lệnh của vệ ti vệ ti triệu tập tất cả binh đinh chuyện này chắc chắn không phải là chuyện lớn bình thường trương hổ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra rất có thể là bọn họ cần xuất chinh dù sao bất kể thế nào quân lệnh đã ban hắn nhất định phải chấp hành mệnh lệnh Quân pháp của đằng Long Vệ không phải chuyện đùa, khoảng nửa canh giờ, Nam lĩnh thôn có 5 tiểu kỳ, tổng cộng 38 binh đinh đã tập hợp đầy đủ. Còn vì sao không phải là 56, bởi vì có 18 binh đinh đã được chọn vào ngũ quân doanh. Không có bất kỳ sự trì hoãn nào, sau khi xác định số người đã tập hợp đầy đủ, Trương Hổ lập tức dẫn theo binh đinh đến Bách Hộ Sở. Mà sau khi bọn họ đến Bách Hộ Sở, chỉ dừng lại một khắc, rồi lại chạy đến Thiên Hộ Sở nếu lúc này đứng trên cao nhìn xuống đằng long vệ sẽ thấy trên một con đường một đội quân đang liên tục tập hợp liên tục di chuyển rất nhanh một đội quân dài xuất hiện trên quan đạo khiến cho các đoàn thương nhân và người đi đường đang chạy trên đường đều ngạc nhiên đã xảy ra chuyện gì sao lại có nhiều lính đi đường như vậy chắc là đến doanh trại huấn luyện không thể nào đến doanh trại huấn luyện sẽ không có nhiều người như vậy nhiều nhất cũng chỉ là vài chục người đến một trăm người đây là có mấy trăm người chật chật sớm đã nghe nói quan sai của đằng long vệ lợi hại không ngờ lại uy phong như vậy đúng vậy quan sai của đằng long vệ thường xuyên huấn luyện mà không ít người qua đường chỉ rõ bàn tán xôn xao về binh đinh đang đi đường việc binh đinh của đằng long vệ huấn luyện không phải là bí mật bất kỳ thương nhân nào kinh doanh ở đằng long vệ cũng đều biết trước đây khi bọn họ đi đường cũng thường xuyên gặp binh đinh đến doanh trại huấn luyện mới đầu bọn họ còn tránh xa sợ những binh đinh này gây rắc rối cho mình, sau khi biết chuyện rồi, bọn họ cũng không còn sợ những binh đinh này nữa, thậm chí còn có người tò mò tiến lên hỏi thăm. Tuy nhiên quy định của doanh trại rất nhiều, binh đinh sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bọn họ về doanh trại, nếu là nói chuyện phím, binh đinh không ngại vừa đi vừa nói chuyện phím với bọn họ. Tuy nhiên chỉ trong một ngày, phía nam vệ thành đã tập hợp được một lượng lớn binh đinh doanh trại chắc chắn không chứa được nhiều binh đinh như vậy nên những binh đinh này chỉ có thể dựng trại ở bãi đất trống các quan văn trong nha môn của vệ ti cũng đang bận rộn một lượng lớn lều trại lương thực chăn đệm được chuyển từ kho ra ngoài vận chuyển đến ngoại thành mà bốn cổng thành của vệ thành đã bị kiểm soát đối với thương nhân chỉ cho ra không cho vào nói đơn giản là dương chính sơn đã xua đuổi tất cả các thương nhân trong thành không còn cách nào khác mặc dù vệ thành nhỏ, nhưng thương nhân tập trung ở vệ thành lại không ít, dù sao cũng rất phức tạp. Ngày thường, Dương Chính Sơn không để ý đến những chuyện này, bởi vì không ai dám làm càng trong vệ thành, nhưng một khi bước vào trạng thái chiến tranh, bất kỳ người nào có lai lịch không rõ ràng đều không thể ở lại trong thành. Mặc dù như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của đằng Long Vệ, nhưng đây cũng là việc không thể làm khác được. Đằng Long Vệ đã chuyển thành cổ máy chiến tranh, thì chuyện kinh doanh cũng nên dừng lại, trừ đội tàu của nha môn hoặc thương nhân đáng tin cậy, đằng long vệ không thể tiếp đãi bất kỳ thương nhân nào khác. Đối với việc này, rất nhiều thương nhân đều không hài lòng, nhưng sự bất mãn của bọn họ không kéo dài quá lâu, bởi vì tin tức về việc đại quân ngột lương nhập cảnh đã lan truyền ra ngoài. Ngay khi Dương Chính Sơn điều động binh mã, phủ Khánh Vương tại Khánh Hoa phủ cũng tất bật chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Trong tay Khánh Vương không phải là không có quân đội, đội hộ vệ của Khánh Vương có đến 5.600 binh lính. Ngoài ra, hắn còn nắm trong tay Khánh Hoa vệ, tức là hai đội quân dưới quyền. Tuy nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa. Thực ra, ngay cả trên danh nghĩa, hắn cũng không thể điều động một binh một tốt nào. Khánh Hoa vệ thuộc quyền quản lý của Liêu Viễn Đô Ti, còn đội hộ vệ của Khánh Vương thì do cả Liêu Viễn Đô Ti và Khánh Vương lãnh đạo. Nói một cách nghiêm ngặt, Khánh Vương không thể điều động quân đội, và nhiệm vụ của đội hộ vệ chỉ là bảo vệ an ninh cho phủ vương. Nhưng Khánh Vương đã âm thầm thao túng cả ty hộ vệ và Khánh Hoa vệ sau 30 năm gây dựng ở Khánh Hoa phủ. Mặc dù việc hắn can thiệp vào Khánh Hoa vệ không thể giấu giếm được người ngoài, nhưng đó đã trở thành một bí mật ai cũng biết. Ngoài hai đội quân này, Khánh Vương còn âm thầm bồi dưỡng nhiều lực lượng khác, chẳng hạn như thủy quân. Sự tồn tại của đội thuyền của Khánh Vương cũng không phải là bí mật chỉ là mọi người đều nghĩ đó là thuyền buôn. Lúc này, trong phủ vương, Khánh vương ngồi trong thư phòng, đang xem một bức thư. Đoạn Hàng bước vào thư phòng, chắp tay nói, "Vương gia, Đằng Long vệ đang điều động binh mã, chúng ta có nên chuẩn bị không?" Khánh vương ngẩng đầu lên, đặt bức thư xuống, hỏi, "Họ điều động bao nhiêu binh mã?" "Hiện tại chưa rõ, nhưng ít nhất cũng phải có một vạn đại quân." Đoạn Hàng trả lời. "Những năm qua, dương chính sơn theo dõi họ và họ cũng theo dõi đằng long vệ một vạn đại quân khánh vương lộ vẻ nghiêm trọng hắn chưa bao giờ coi thường dương chính sơn ở trọng sơn trấn dương chính sơn có thể nói là nổi danh hung ác chiến tích cũng rất hiển hách hơn nữa sự phát triển của đằng long vệ trong những năm qua hắn cũng đã chứng kiến hắn đã nhiều lần muốn trừ khử dương chính sơn nhưng thời cơ chưa chín mùi khiến hắn không dám hành động hấp tấp Hiện tại, Dương Chính Sơn và Đằng Long Vệ đã trở thành chướng ngại trước mặt hắn. Điều này hắn đã dự liệu từ lâu, nhưng cũng là điều hắn không muốn thấy nhất. Hiện tại chúng ta có bao nhiêu binh mã có thể sử dụng? Khánh Vương hỏi. Hộ vệ và Khánh Hoa vệ, tổng cộng một vạn một ngàn binh lính, ngoài ra còn có ba ngàn hiêu kỵ doanh. Đoạn hàng ngẫm nghĩ một lúc, lại nói, nếu thủy sư kịp trở về, chúng ta còn có thêm tám ngàn thủy sư, thủy sư không được, đằng long vệ cũng có thủy sư. Khánh Vương lắc đầu. Vậy thì chỉ có một vạn bốn ngàn binh mã. Đoạn Hằng nói. Nếu chúng ta chủ động tấn công, có thể đánh bại Dương Chính Sơn không? Khánh Vương nhìn Đoạn Hằng, có chút mong đợi. Đoạn Hằng im lặng, hắn rất muốn nói là có thể, nhưng không thốt ra được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói, rất khó, Dương Chính Sơn giỏi luyện binh, năm năm qua ở Đằng Long Vệ, hắn luôn chấn chỉnh quân đội, Đằng Long Vệ hiện tại đã trở thành tinh nhuệ, nếu chúng ta đối đầu trực diện với họ rất khó đoán được thắng bại hắn không nói là chắc chắn thua vì hắn cảm thấy mình có cơ hội chiến thắng khánh vương gật đầu nhìn bức thư trong tay trầm ngâm suy nghĩ kế phi ngữ sẽ hội quân với chúng ta trong vòng một tháng chúng ta cần kiên trì một tháng một tháng cần lâu như vậy sao đoạn hàng hỏi ừ hắn muốn hoàn toàn kiểm soát trọng sơn trấn cũng không dễ dàng khánh vương đáp đoạn hàng thấy Khánh Vương có vẻ lo lắng, bèn an ủi, Vương gia yên tâm, nếu nói về giao chiến trực diện, thần không dám chắc, nhưng nếu chỉ là phòng thủ, thần tuyệt đối có thể giữ vững được một tháng, nghe vậy, sắc mặt Khánh Vương quả nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ cố thủ một tháng, đợi kế phi ngữ đến, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt được Dương Chính Sơn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tự tin nói. Dương Chính Sơn có mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn chống lại được 10 vạn đại quân sao, trọng sơn trấn, an nguyên thành. Hàng Thừa nhận được bức thư do Dương Chính Sơn phái người gửi đến. Đáng chết, Lưu Trạch Thanh không thể tin được, trong phòng làm việc của quan thủ bị, Hàng Thừa xem xong thư của Dương Chính Sơn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Dương Chính Sơn không nói Lưu Trạch Thanh là người của kế phi ngữ, vì hắn không thể xác định, nhưng Hàng Thừa có thể xác định, vì hắn hiểu Lưu Trạch Thanh hơn Dương Chính Sơn. Những năm qua, Lưu Trạch Thanh đã làm không ít chuyện, thanh trừng dị kỹ, đàn áp đồng liêu, cài cắm người của mình khắp nơi. Với tư cách là tham tướng, thực ra làm những việc này cũng có thể hiểu được, nhưng Lưu Trạch Thanh làm quá đáng. Nếu không phải An Nguyên Thành có nền tảng do Dương Chính Sơn để lại, Hàng Thừa chắc chắn không chịu nổi sự đàn áp của Lưu Trạch Thanh. Trước đây, Hàng Thừa chỉ cảm thấy Lưu Trạch Thanh làm quá đáng, nhưng giờ nghĩ lại, rõ ràng Lưu Trạch Thanh đang chuẩn bị cho ngày hôm nay. Đại nhân, chúng ta có nên đến Tùng Châu vệ không? Lúc này, một tùy tùng ngoài cửa nhắc nhở Hàng Thừa. Nghe vậy, Hàng Thừa giật mình tỉnh lại. Đi cái gì, nếu đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao, không đi nữa, đi, chúng ta đến doanh trại thủ bị. Hàng Thừa nhanh chóng bước ra khỏi phòng, vội vã đi đến doanh trại thủ bị. Nửa canh giờ sau, Hàng Thừa dẫn theo 500 kỵ binh của doanh trại thủ bị ra khỏi thành. Hắn luôn coi doanh trại thủ bị là nghịch lân không cho phép bất kỳ ai đụng vào lưu trạch thanh nhiều lần muốn cài người vào doanh trại thủ bị đều bị hắn ngăn cản cũng may như vậy hiện tại hắn vẫn có thể hoàn toàn kiểm soát được doanh trại thủ bị nhưng đồn trại ngoài thành thì không giống như vậy quan lớn một cấp đè chết người hàng thừa dù không sợ lưu trạch thanh cũng không dám công khai đối đầu với lưu trạch thanh nên ở nhiều nơi hắn đã phải thỏa hiệp hiện tại Quan quản đồng thuộc quyền quản lý của quan thủ bị An Nguyên Thành chính là người của Lưu Trạch Thanh. Vì vậy, hắn phải bắt người này trước, ngoài ra, còn có một quan phòng thủ và ba quan đồn trại cũng là người của Lưu Trạch Thanh, cũng phải bắt hết. Không do dự, hàng thừa trực tiếp sử dụng thủ đoạn sấm sét để bắt hết người của Lưu Trạch Thanh, sau đó triệu tập binh mã vào thành, chuẩn bị cố thủ An Nguyên Thành. Nên Hà Bảo Dương Cần Dũng cũng nhận được thư của Dương Chính Sơn xem xong thư, hắn rơi vào trạng thái ngơ ngác. Dương Cần Dũng là hậu bối của Dương Thị nhất tộc, nếu tính về bối phận, hắn là chắc của Dương Chính Sơn, thấp hơn Dương Thừa Trạch một bậc. Người từng theo Dương Chính Sơn là Dương Cần Vũ cùng thế hệ với hắn. Hiện tại, Dương Cần Dũng mới 23 tuổi, mặc dù đã từng ra chiến trường và làm quan phòng thủ được một năm, nhưng tâm tính vẫn còn non nớt. Tuy nhiên, sau một lúc ngơ ngác, hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại tổng binh đại nhân cấu kết với một lương hồ tộc. Một lương hồ tộc tiến vào Liêu Tây là do tổng binh đại nhân cố ý, tổng binh đại nhân có thể đã đầu quân cho Khánh Vương, muốn làm loạn, đây, hắn nhìn bức thư trong tay, lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn giật mình, thầm kêu, không ổn, sau đó, hắn chạy thẳng đến chuồng ngựa, cưỡi một con ngựa phi ra khỏi nên hà bảo, chạy về hướng đông hai khắc. Đến khi nhìn thấy một đội kỵ binh phía trước, hắn mới hét lên, tướng quân, tướng quân, kỵ binh phía trước nghe thấy tiếng hét của hắn, cảnh giác dừng lại. Ngưu Trang nhìn Dương Cần Dũng đang lao tới, nghi ngờ hỏi, có chuyện gì vậy, tướng quân, không thể đến trọng sơn quan. Dương Cần Dũng nói, hắn gấp gáp như vậy là vì Ngưu Trang vừa rời khỏi ngân hà bảo để đến trọng sơn quan. Sao vậy, đây là thư của Dương Tướng Quân gửi đến. Dương Cần Dũng không giải thích được, chỉ có thể đưa thư của Dương Chính Sơn cho Ngưu Trang. Dương Tướng Quân, ngưu trang xem thư sắc mặt hơi thay đổi nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại hắn nhìn về hướng trọng sơn quang lúc này họ đã ở gần lâm quan bảo thành quan hùng vĩ hiện ra trước mắt hắn xem ra không chỉ có ta nghi ngờ như vậy hắn hít sâu một hơi trong mắt lộ ra vài phần thất vọng ngưu trang cũng không phải kẻ ngốc dương chính sơn có thể đoán được đại quân ngột lương là do kế phi ngữ cố ý thả vào hắn sao có thể không nghi ngờ chỉ là hắn không muốn tin mà thôi tướng quân suy đoán của dương tướng quân có đúng không dương tần dũng thất giọng hỏi chưa thể xác định được ngưu trang nhảy lên ngựa quay đầu lại nhưng tám chín phần là đúng cần vũ quay về chuẩn bị chiến đấu cẩn thận hướng trọng sơn quang nếu có dị động lập tức báo tin cho ta nói xong ngưu trang thúc ngựa quay về kiến ninh vệ Kim châu vệ tướng quân có người gửi thư đến người đưa tin tự xưng là thân vệ của dương tướng quân chỉ huy sứ của đằng long vệ trong đại sảnh của phủ tham tướng đường phi hổ đang bàn việc với các quan viên đột nhiên nghe thấy có người bên ngoài hô lên đem thư vào đây đường phi hổ không do dự trực tiếp nói lính canh bên ngoài lập tức đưa thư cho hắn hắn mở ra xem khi thấy hai chữ khánh vương trong thư đồng tử co lại hắn cũng nghi ngờ việc đại quân một lương xâm nhập có liên quan đến kế phi ngữ nên sau khi nhận được lệnh của kế phi ngữ hắn không lập tức đến trọng sơn quang mà định sắp xếp ổn thỏa kim châu vệ trước rồi mới xem xét tình hình có nên đến trọng sơn quang hay không trước đây hắn luôn không hiểu tại sao kế phi ngữ lại làm như vậy nhưng giờ xem thư của dương chính sơn hắn cũng hiểu được phần nào được rồi không cần bàn nữa lập tức truyền lệnh các thành trì chuẩn bị phòng thủ các quan phòng thủ của các đồn trại dẫn binh đến kim châu vệ hội quân trong trọng sơn quang kỳ hà tướng của định liêu vệ Nam Lộ định lưu vệ, bị trói chặt và kéo vào một nhà lao. Lúc này, Kỳ Hà rất thảm, xương đòn hai bên vai bị xuyên thủng bởi đinh sắt, hai sợi xích sắt khóa chặt tay chân hắn. Vài tên lính thô bạo ném hắn vào nhà lao rồi rời đi. Kỳ Hà xám xịt mặt mày, từ dưới đất bò dậy, khóe miệng còn dính máu tươi, rõ ràng vết thương trên người hắn không chỉ do đinh sắt gây ra. Kỳ Hà, đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên từ nhà giam bên cạnh. Kỳ Hà ngẩng đầu nhìn sang, thấy một lão giả mặc áo trắng đang ngồi trong nhà giam bên cạnh. Tuần phủ đại nhân, không sai, lão giả trong nhà giam bên cạnh chính là tuần phủ của Trọng Sơn trấn, Lục Sùng Đức. "Ừ, chỉ có mình ngươi." Lục Sùng Đức hỏi. Kỳ Hà sửng sốt, ngoài hạ quan còn có người khác sao? Hắn nhìn quanh các nhà giam khác, toàn là người quen, đều là quan viên của các cơ quan trong Trọng Sơn quan. "Các tham tướng khác đâu rồi?" Lục Sùng Đức nhắc nhở. Kỳ Hà lại sửng sốt, sau đó kinh hô, họ đều phản bội rồi sao? Khóe miệng Lục Sùng Đức hơi co giật, ngươi không gặp họ sao? Không có. Kỳ Hà lắc đầu, nếu họ không phản bội, vừa rồi chúng ta cùng nhau có lẽ còn có thể giết ra ngoài, họ không phản bội. Lục Sùng Đức nói. Vậy tại sao họ không đến? Kỳ Hà hỏi. Có lẽ vì họ thông minh hơn. Lục Sùng Đức nói xong, nhắm mắt lại cũng may tình hình chưa đến mức tồi tệ nhất kỳ hà âm thầm suy nghĩ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột hắn vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi hắn lại ngẩng đầu nhìn quanh các nhà giam quả nhiên chỉ có mình hắn trong số sáu tham tướng của trọng sơn trấn bị giam ở đây năm người kia không thể đều phản bội nghĩa là họ căn bản không nghe lệnh của kế phi ngữ đến trọng sơn quan họ thông minh hơn nên ta tuần phủ đại nhân đang nói hạ quan ngu ngốc sao Kỳ Hà đầy vẻ uất ức nhìn Lục Sùng Đức. "Không thì sao?" Lục Sùng Đức không mở mắt, giọng điệu bình thản. Kỳ Hà im lặng không nói nên lời. Chương này kết thúc, ngày ngày 17 tháng 5. Đại quân Ngột Lương xâm nhập Liêu Tây, Triều Đình ra lệnh cho các đạo quân của Trọng Sơn trấn, Bắc Nguyên trấn, cùng với Liêu Tây và Liêu Đông khẩn cấp dẫn binh tiếp viện. Ngày 18 tháng 5. Thượng thư Bộ binh Trần Đồng Huy được gia phong phó đô ngự sử tổng đốc chiến sự Liêu Tây. Ngày 19 tháng 5, 6.000 đàn long vệ và một vạn binh lính bình thường tập trung bên ngoài vệ thành, sẵn sàng xuất chinh với đầy đủ binh giáp và lương thảo. Trong thư phòng của vệ ti nha môn, Dương Chính Sơn nhìn bản đồ treo trên tường, trầm ngâm về cuộc chiến sắp tới. Hiện tại, Khánh Hoa Phủ Thành đã phong tỏa, toàn bộ bên trong đã rơi vào tay Khánh Vương. Khánh Vương cũng điều động hộ vệ Phủ Vương và Khánh Hoa vệ vào thành, tổng cộng hơn 11.000 binh lính. Trọng Sơn Trấn cũng gửi về nhiều tin tức, xác nhận rằng Hầu Diệu, tham tướng của Phục Châu Vệ ở tuyến Bắc và Lưu Trạch Thanh, tham tướng của Tùng Châu Vệ ở tuyến Đông, đã đầu hàng kế phi ngữ. Tuần Phủ Trọng Sơn Trấn Lục Sùng Đức và tham tướng Định Lưu Vệ ở tuyến Nam Kỷ Hạ đã trở thành tù nhân. Điều duy nhất khiến Dương Chính Sơn cảm thấy may mắn là hắn đã nhận được hồi âm từ Ngưu Trang và Đường Phi Hổ hai người này không bị kế phi ngữ bắt giữ và đã chuẩn bị quân đội sẵn sàng chiến đấu tình hình trước mắt dương chính sơn chia thành hai phần một là đại quân ngột lương ở liêu tây liêu tây và liêu đông bị ngăn cách bởi trường thanh sơn nên đại quân ngột lương trong thời gian ngắn sẽ không tiến vào địa phận liêu đông phần thứ hai là trọng sơn trấn và khánh hoa phủ nơi quân phản loạn của khánh vương và quân triều đình đang xen lẫn nhau tổng binh trọng sơn trấn kế phi ngữ cùng với tham tướng tuyến bắc hầu diệu tham tướng tuyến Đông Lưu Trạch Thanh và tham tướng tuyến Tây Thôi Lượng có thể tập hợp từ 5 đến 8 vạn đại quân. Trong khi đó, Ngưu Trang và Đường Phi Hổ ước tính có thể tập hợp 2 vạn đại quân, chênh lệch rất lớn về binh lực. Tuy nhiên, các thành phòng thủ của Trọng Sơn Trấn và các quan viên của các vệ sở chưa chắc đã hoàn toàn đầu hàng kế phi ngữ. Mặc dù lực lượng của các quan viên phòng thủ và vệ sở tương đối yếu, nhưng số lượng binh lính họ nắm giữ cũng không hề nhỏ chỉ là hiện tại trọng sơn trấn đã rối loạn các quan viên phòng thủ và vệ sở lúc này như một mớ hỗn độn dương chính sơn đánh dấu từng điểm trên bản đồ cao mày suy nghĩ không biết triều đình đã nhận được tin tức về khánh vương và kế phi ngữ mưu phản chưa vấn đề hiện tại là trọng sơn trấn như một mớ hỗn độn cần một nhân vật mạnh mẽ để thống lĩnh tập hợp sức mạnh lại rắc rối nằm ở chỗ này kế phi ngữ mưu phản tuần phủ lục sùng đức bị giam cầm nha môn tuần phủ và nha môn đô ti đều rơi vào tay địch khiến trọng sơn trấn không có ai có thể nắm giữ toàn cục ngưu trang và đường phi hổ chắc chắn không được họ là tham tướng chỉ có thể điều động ở địa bàn của mình ra ngoài trung lộ họ rất khó điều động các vệ sở và lực lượng phòng thủ dương chính sơn lại càng không được hắn là chỉ huy sứ của đằng long vệ không có bất kỳ quan hệ nào với trọng sơn trấn không có quan hệ thống thuộc hắn không thể điều động các vệ sở và lực lượng phòng thủ của trọng sơn trấn hy vọng triều đình phản ứng nhanh một chút dương chính sơn chỉ có thể đặt hy vọng vào tốc độ phản ứng của triều đình trong lúc dương chính sơn đang suy nghĩ về tình hình của trọng sơn trấn một tùy tùng bên ngoài bước nhanh vào đại nhân có người cầu kiến người này họ vệ nói là cố hữu của đại nhân cố hữu ánh mắt dương chính sơn lóe lên nói mời người đó vào cố hữu họ vệ dường như chỉ có một người Quả nhiên, như dự đoán của Dương Chính Sơn, Tùy Tùng nhanh chóng dẫn vệ sâm vào thư phòng. Ra mắt tướng quân. Vệ sâm vẫn như cũ, vẻ mặt nghiêm nghị, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Dương Chính Sơn lại khẽ nhếch khóe miệng, không ngờ ngươi vẫn còn ở Liêu Đông, ta luôn ở Liêu Đông. Vệ sâm đáp. Dương Chính Sơn khẽ gật đầu, không có gì ngạc nhiên. Hắn luôn biết mật vũ vệ đang theo dõi Khánh Vương, chỉ là không biết người lãnh đạo mật vũ vệ ở Liêu Đông là ai. Ngồi đi. Dân trà. Dương Chính Sơn bình tĩnh nói. Trà được dâng lên, Dương Chính Sơn nhìn vệ sâm, nói thật thì họ đã 7-8 năm không gặp, lần này gặp lại, Dương Chính Sơn có chút cảm thấy xa lạ. Ngươi đến đây có việc gì? Dương Chính Sơn hỏi. Khánh Vương. Vệ sâm ngắn gọn đáp. Dương Chính Sơn gật đầu, nói nghe xem, Ta hiện tại có chút mù mờ, mọi phán đoán của hắn lúc này chỉ dựa trên suy đoán, cũng không biết suy đoán của hắn là đúng hay sai. Vệ sâm ngồi đối diện hắn, từ từ nói, những năm qua chúng ta luôn điều tra Khánh Vương, nhưng hiện tại chúng ta phát hiện hướng điều tra của chúng ta đã sai, hắn kể lại quá trình điều tra Khánh Vương trong những năm qua cho Dương Chính Sơn nghe. Khả năng của mật vũ vệ là không thể phủ nhận, nhưng mức độ xảo quyệt của Khánh Vương cũng khiến Dương Chính Sơn mở rộng tầm mắt theo lời kể của vệ sâm điểm chú ý của mật vũ vệ thực ra giống như dương chính sơn ngay từ đầu đã bị thu hút bởi đội thuyền của khánh vương tuy nhiên mật vũ vệ nắm được tình hình nhiều hơn dương chính sơn rất nhiều khánh vương thực sự có một đội thuyền hơn nữa quy mô của đội thuyền này không nhỏ nhưng đội thuyền này không ở khánh hoa phủ thậm chí không ở đại vinh mà ở hắc sơn đảo đúng vậy hải tặc trên hắc sơn đảo chính là đội thuyền của khánh vương Hải tặc trên Hắc Sơn đảo rất ít khi chủ động cướp bóc tàu buôn, trừ khi tàu buôn đến gần Hắc Sơn đảo, bởi vì họ không phải là hải tặc thực sự. Từ trước đến nay, thủy sư của Khánh Vương luôn ẩn náu trên Hắc Sơn đảo, nhưng họ không chỉ ở trên Hắc Sơn đảo. Trước đây, hải tặc trên Hắc Sơn đảo đã đánh bại đại quân thủy sư của Lý Thịnh Vương triều, sau đó Tân La Kim Thị bắt đầu nổi loạn. Vậy Tân La Kim Thị là người của Khánh Vương. Nghe đến đây, Dương Chính Sơn cao mày hỏi. Nếu Tân La Kim Thị là người của Khánh Vương, thì tình hình sẽ rất rắc rối. Mặc dù thực lực của Lý Thịnh Vương Triều không ra gì, nhưng dù sau đó cũng là một Vương Triều. Không phải, Tân La Kim Thị và Khánh Vương là quan hệ hợp tác, mặc dù giai đoạn đầu Tân La Kim Thị nhận được sự hỗ trợ của Khánh Vương, nhưng hiện tại Tân La Kim Thị đã xưng Vương, họ không bị Khánh Vương kiểm soát. Vệ Sâm nói. Dương Chính Sơn khẽ gật đầu, điều này cũng hợp lý. Dù là vương tộc Lý Thị hay Tân La Kim Thị, thực ra trong thâm tâm họ đều kính sợ Đại Vinh. Mặc dù hiện tại Tân La Kim Thị đã chiếm giữ Lý Thịnh Vương Triều, không đúng, hiện tại đã không còn Lý Thịnh Vương Triều, hai năm trước Tân La Kim Thị đã đổi quốc hiệu thành Kim Vinh Vương Triều, nhưng họ vẫn chưa được Hoàng đế Lão Nhi sắc phong. Trong Kinh Đô vẫn còn một vài người thuộc vương tộc Lý Thị, mặc dù Lý Thịnh Vương Triều đã diệt vong, nhưng vương tộc Lý Thị vẫn còn huyết mạch những năm gần đây Tân La Kim Thị luôn mưu cầu được hoàng đế lão nhi sắc phong, thái độ của triều đình cũng chia thành hai phe, có người muốn giúp Lý Thị Vương Triều giành lại ngôi vị, có người thì cho rằng có thể sắc phong cho Tân La Kim Thị. Vậy Tân La Kim Thị cũng có khả năng hợp tác với Khánh Vương, chỉ cần họ giúp Khánh Vương lên ngôi, Khánh Vương nhất định sẽ công nhận Kim Vinh Vương Triều. Dương Chính Sơn nói, vệ sâm gật đầu, không loại trừ khả năng này, để được Đại Vinh sắc phong, giúp khánh vương lên ngôi đây cũng không phải là điều không thể chỉ là xem tân la kim thị có dám đặt cược vào khánh vương hay không còn gì khác không dương chính sơn hỏi có chúng ta phát hiện đội thuyền của khánh vương luôn cung cấp vật tư cho tân la kim thị vật tư của họ đến từ giang nam vệ sâm nói nói cách khác ở giang nam cũng có người phục vụ khánh vương dương chính sơn ngẩng đầu nhìn bản đồ bên cạnh cao mày suy nghĩ nuôi dưỡng một đội quân cần rất nhiều tiền dựa trên thông tin tình báo hiện tại khánh vương nắm giữ hai vệ quân và một đội thủy sư quân phản loạn của trọng sơn trấn có thể mượn sức mạnh của triều đình để huấn luyện nhưng lực lượng trong tay hắn chỉ có thể tự mình cung cấp cung cấp cho hai vệ quân và một đội thủy sư không nhỏ số tiền và lương thực tiêu hao tuyệt đối không phải là một con số nhỏ điều này cho thấy khánh vương còn có những nguồn tài chính khác nếu không hắn tuyệt đối không thể nuôi nổi nhiều quân đội như vậy giang nam lý thịnh vương triều đây có thể coi là một nguồn tài chính trước đây buôn lậu ở an nguyên thành cũng có thể coi là một nguồn tài chính nhưng vẫn chưa đủ còn thiếu một nguồn nữa kế phi ngữ và tộc mục lương hồ các ngươi không phát hiện được chút nào về mối quan hệ giữa khánh vương và kế phi ngữ sao dương chính sơn hỏi không có vệ sâm nở một nụ cười cay đắng lần này mật vũ vệ trấn bắc ti của họ coi như là thất bại nghiêm trọng điều tra nhiều năm như vậy kết quả là không phát hiện được chút nào về mối quan hệ giữa khánh vương và kế phi ngữ có thể nói là mất hết mặt mũi của mật vũ vệ vậy kế phi ngữ và tộc ngục lương hồ đã cấu kết với nhau như thế nào dương chính sơn đưa ra nghi vấn trong lòng mình rõ ràng kế phi ngữ và tộc ngục lương hồ cấu kết không phải chỉ một hai ngày khi kế phi ngữ còn giữ chức phó tổng binh ở tuyến tây trọng sơn trấn đã có mối quan hệ với tộc ngục lương hồ vậy hai bên đã đạt được hợp tác như thế nào nền tảng của sự tin tưởng lẫn nhau là gì không thể nào kế phi ngữ phái một người qua nói vài câu tộc ngục lương hồ đã sẵn sàng hợp tác với họ chứ điều này chắc chắn là không thể kế phi ngữ và tộc ngục lương hồ chắc chắn có lợi ích liên quan mà lợi ích liên quan giữa họ chắc chắn là buôn lậu nói đơn giản kế phi ngữ rất có thể đã cung cấp các loại tài nguyên cho tộc ngục lương hồ từ lâu Hai bên giao dịch, trao đổi những gì mình có, cùng nhau thu lợi. Tộc một lương hồ cần vật tư mà kế phi ngữ cung cấp, còn kế phi ngữ, hoặc nói là Khánh Vương có thể nhân cơ hội này để kiếm tiền và lương thực. Trước đây việc buôn lậu giữa An Nguyên Thành và Đông Hải Hồ Tộc bị bại lộ, ngược lại trở thành vỏ bọc tốt nhất của kế phi ngữ. Tuy nhiên trong đó vẫn còn một vấn đề, đó là vật tư được vận chuyển đến tuyến Tây Trọng Sơn Trấn như thế nào chắc chắn không phải từ Khánh Hoa phủ vận chuyển qua, nếu không thì đường dây này đã bị lộ từ lâu, Dương Chính Sơn nhìn chằm chằm vào bản đồ, đôi mắt nheo lại. Giang Nam, Kế Châu, Liêu Tây, tuyến Tây Trọng Sơn trấn, Giang Nam, Kế Châu, Lý Thịnh Vương Triều, Vệ lão đệ, có vẻ như cuộc điều tra của các ngươi về Thánh Vương chỉ mới hé lộ một góc của tảng băng chìm, các ngươi đã sai hướng, Khánh Hoa phủ hay Lý Thịnh Vương Triều đều không phải là mấu chốt, mấu chốt là ở Kế Châu vệ sâm cũng nhìn vào bản đồ nhưng không nói được lời nào điều này không thể không nói lên rằng bố cục của khánh vương quá hoàn hảo giang nam kế châu liêu tây tuyến tây trọng sơn trấn tuyến đường này hoàn toàn không liên quan gì đến khánh hoa phủ không cần thông qua khánh hoa phủ cũng có thể hình thành một tuyến đường buôn bán hoàn chỉnh không ai nghi ngờ rằng đoàn thương buôn từ liêu tây vào tuyến tây trọng sơn trấn có liên quan gì đến khánh vương nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha